Mai Phương bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo trắng trợn trong lúc bệnh tật. Sau Ngọc Trinh, Thu Minh tức giận đến mức bật khóc, đến lượt Mai Phương lại bị dùng hình ảnh quảng cáo cho thương hiệu bảo hiểm trong lúc bệnh tật. Tối 18 tháng 8, thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi khiến cả showbiz hoang mang và sốc. Theo nhiều nguồn tin kể lại, dù bệnh tật nhưng Mai Phương vẫn miệt mài chạy show đóng phim để trang trải cho cuộc sống khó khăn và tránh bị mang tiếng bán bệnh. Trước những thông tin sét đánh, người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, sao Việt như nghệ sĩ Hồng Vân, MC Đại Nghĩa, Băng Di, Nhật Kim Anh, Úc Thanh Vân lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ nữ diễn viên những thiên thần áo trắng vượt qua thời kỳ khó khăn. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của Mai Phương cùng với lời quảng cáo cho một thương hiệu bảo hiểm. Điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy phẫn nộ. Được biết, thương hiệu bảo hiểm này đã tự lấy hình ảnh của nữ diễn viên để quảng cáo cho sản phẩm của mình với dòng quảng bá hạ hê, cười đùa trên bệnh tật của người khác và chưa được sự đồng ý từ gia đình họ. Khi người ta còn trẻ, người ta nói là bảo hiểm lừa đảo. Khi bệnh tật, muốn mua thứ lừa đảo thì không công ty nào bán. Ước gì Mai Phương có một hợp đồng bảo hiểm để có tiền chữa bệnh, để đứa con gái không cha vẫn được đến trường và vẫn còn tương lai. Mong Mai Phương gặp may mắn, tai qua nạn khỏi và nhanh chóng bình an, A Di Đà Phật. Hình ảnh của nữ diễn viên Mai Phương để quảng cáo trắng trợn cho một thương hiệu bảo hiểm. Trong showbiz Việt, các nghệ sĩ sẽ bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo kinh doanh đã không còn xa lạ. Trước Mai Phương thì mới đó cũng là Ngọc Trinh không lâu, thì từng bị một nhãn hàng ghép hình ảnh của mình dùng để quảng cáo dịch vụ massage ở Dubai. Gia đình nữ diễn viên cho biết Mai Phương đã sốc và khóc rất nhiều khi đọc được những thông tin bài viết về bản thân. Dù cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ, nhưng việc tin tức bị thổi phồng lên so với hiện tại đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cô gái nhỏ này. Nghệ sĩ Hồng Vân thăm Mai Phương cách đây vài ngày. Bên cạnh đó, gia đình Mai Phương đang tìm cách đính chính thông tin chưa chính xác về tình trạng bệnh của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sự việc có vẻ thiếu khả thi khi chuyện Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, mọi diễn biến của ngôi sao Nhẫn Thiên Thần Áo Trắng sẽ được MC Úc Thanh Vân đại diện đứng ra chia sẻ để tránh thông tin lệch lạc, thiếu chính xác.